tiền là nổi đời. Nghèo tôi sống nơi quê nghèo, một làng quê nuôi nấng biết bao chiều. Kìa nhà chân dắt lá tôi đêm sao, tôi sống trong yên bình tâm hồn đời tươi vui. Giờ nhà chân dắt đất xưa kia còn đâu, muôn giàu sang tôi bán đứt nơi làng quê. Lời dân kia chê mắng khiến cho cùng đi. Chị mày á, không bao giờ thèm nhìn thấy mặt cả. Sao thân bình kỷ niệm yêu thương khắc ghi trong lòng, khi chân tay tôi hiểu sai lầm lòng quặn đau, xây đắp tương lai này tươi những sắc màu bình yên. Đàn ông gì mà bụng dĩa keo kiệt, sao thân bình kỷ niệm yêu thương khắc ghi trong lòng, khi trắng tay tôi hiểu sai lầm lòng quặn đau, xây đắp tương lai này tươi những sắc màu bình yên. Ý trời ơi, gì vậy? Trời ơi, cái gì mà mấy món mắc dữ vậy mấy ông? Bộ ăn lần để mình chết hay sao vậy? Thôi ông ơi, kêu rồi ông càng cửa quẹ ông ơi. Càng cửa cái gì? Tự nhiên bỏ ra một đống tiền kêu ăn ba cái món này mà có một bữa ăn một à. Thôi tôi đâu có điên, mấy ông làm dân chơi tôi làm dân thường cho. Trời ơi, ăn uống mà ông này kỳ quá ông ơi. Thôi thôi đi mấy ông đừng có cãi giả sùm. Quán xá người ta ăn thì phải cho ngon. Tôi ghét mấy có tiền nhiều mà kẹo, phải không? Bây giờ người ta phải ăn ngon mặc đẹp, phải không? Chứ không phải ăn no mặc cho ấm. Ôm cái túi tiền kè kè còn có chết có đem theo được không? Đúng rồi, phải không? Tôi đồng ý với ông Tẩu vô cùng. Ăn cho nó ngon. Đã vô đây rồi, phải chơi một lần cho nó biết. Đúng vậy. Ủa đồ ăn đâu không thấy đem ra chứ. À sao lâu vậy ta? Ơ em ơi, bên kia người ta ăn ầm ầm kìa. À, em ơi. Rồi rồi rồi, tới rồi tới rồi. Đây. Làm cái luôn đi. Tới đâu tới. Ừ. Đồ ăn có rồi. Mời. Em ơi, hình như là lộn rồi. Ở đây không có kêu món này đâu em ơi. Dạ đúng rồi, rồng xanh tự dương là món rau muống luộc. Trời đất, rồng xanh vượt đại dương này hả? Dạ. Vậy cái này dám đậu lướt gián lắm à? Dạ thưa, đậu lướt qua dầu là đậu lướt gián à. Vậy là lương gạt rồi. Đúng là treo đầu bê bán thịt chuột. Mày không nói sai rồi, treo đầu dê bán thịt chó. Đúng rồi. Tôi nói lộn, treo đầu dê bán thịt chó. Dạ xin lỗi các anh. Gì anh, nhìn kỹ chứ kêu bằng anh. Dạ, xin lỗi các chú. Ừ, cái gì tên cũng mất. Tên gọi là vậy. À, gọi vậy đó phải không? Dạ. À, tôi không hiểu, phải không? Thôi vậy đi. Trời ơi, tên gọi gì? Cái này là lừa gạt lấy tiền. Đúng rồi. Đâu đó buôn bán rồi đàng hoàng. Nói món nào ra món đó để người ta lựa. Tôi nói cho đã, nói đường làm ngã đem ra vậy rồi. Ai ăn? Có tính tiền. Có màu vậy? Dạ, thưa chú. Các chú gọi rau muống luộc và đậu hũ chiên. Nhưng mà tên gọi của nhà hàng mình mỹ miều quá nên các chú không biết. À, nó được là cháu vô. Dạ. Xin lỗi các anh. Thì tên ở nhà hàng đặt như vậy, các anh cũng thông cảm. Còn mấy món lỡ bưng ra rồi thì các anh cứ dùng. Thì nhà hàng cũng không có tính tiền các anh đâu. Thì yêu cầu các anh dùng cho nhanh nhanh rồi đi ra ngoài để nhà hàng còn kinh doanh. Nói vậy là tụi tôi sốc không? Ông nói vậy ông khác nào muốn đuổi tụi tôi rồi phải không? Ý anh nói tụi tôi ăn không trả tiền hay sao? Có tiền đàng hoàng đây nha, không có giật đâu, phải không? Đừng nói câu đó. Ý vậy cho tiền nhiều quá. Tôi muốn nói rằng ha, thí dụ bây giờ là cái rau muống luộc thì ông nói là rau muống luộc, ông nói là rồng xanh vượt đại dương, tôi tưởng thịt rồng. Dạ, cũng không có thịt rồng đâu ạ. Thật ra ẩm thực là một thú vua cao sang, nên nhà hàng mới đặt tên mỹ miều như vậy. Thì mời các anh dùng. Thôi, ông nói vậy được rồi. Thôi dọn mấy món kia đâu luôn đi. Dạ, có ngay ạ. Có thôi gì đi. Không vừa ý thì các anh cũng thông cảm cho. Rồi, thôi được rồi. Dọn mấy món hết mấy món ra luôn đi. Rau muống luộc mấy ông đặt nữa tầm 7 tầm 3 không. À, đợi em, đợi em.
ở đây cũng lương cua ốc ếch mà giống như mình ha, mà sao nó lại hấp dẫn quá không ha. Đó thấy chưa không, dân chơi nó khác dân thường vô đó đó. thôi đừng cãi nữa, ăn đi. Ê, khoan, cái gì nữa cũng liên cái chứ, chúc mừng đàng hoàng. Chúc mừng gì? Chúc mừng sự nghiệp khai phá văn minh của chúng mình. Hay quá, giỏi nha, thưởng á. Ăn. Ngon quá. Ê, gấp tôi miếng coi, gấp miếng ngay. Đây. Ông ơi, người ta nói ăn á là phải chơi. Đó, bây giờ ăn xong chút nữa mấy em muốn chơi ở đâu rồi tôi dẫn mấy em đi chơi. Ăn đi, ăn trong rồi tính. Trời ơi, ăn đi rồi đi chơi chứ, không có chuyện ngộ quá. Ăn đi, người ta ăn xong rồi tính đâu đi. Không. Tôi nghe nói ở thành phố có cái món gọi là chộp tình là đỉnh điểm bây giờ đó ông. Dân chơi. Dạ. Chộp tình đi em ơi, shopping. shopping. Nói lộn. Bây giờ ăn xong cái mình đi làm món shopping đi nha. Thôi, mua sắm chị cho nó tốn tiền. Có cái gì hay hơn cái đó không? Thôi. Mấy ông ăn xong rồi mấy ông muốn đi đâu đi? Thành phố mắc mỏ không, tôi cũng đi đâu. Ông bởi vậy cái đời ông vậy mà ôm tiền bo bo hoài, tôi không biết chừng nào ông khá nổi. Thôi kệ tôi, đánh tôi vậy đó. Tôi là dân thường chứ không phải dân chơi. Nên tôi ăn xong tôi đi về. Mấy ông đừng có cãi nữa. Ở đây không có phân biệt dân chơi hay là dân thường, không có phân biệt chủng tộc. Đúng mà rồi. Chúng ta phải nêu cao tinh thần bình đẳng. Đúng rồi. Bây giờ đi, ăn hoài. Ngon. Vô. Xà quá. Ngon quá. Món lòng xanh bơi qua đại dương cũng được chứ. Măng mình đông đi. Rồi. Nó đuôi đi. Nhất cạnh đuôi nhì mới tới chị xui á. Thôi, ăn ngon rồi. Cho. Dạ. Mấy ông ăn xong rồi mấy ông cứ việc đi đi. Đi dạ. Xài phung phí ba cái tiền bạc đi. Còn tôi không phải dân chơi, tôi ăn xong tôi đi về. Ha. Rồi. Chào nha. Thôi kệ ông ơi. Tính ông này cũng vậy đó. Để con giận tụi mình được bao lâu? Đánh mạnh vô trong đống gì đó. Rồi. Đánh nữa đi. Đánh nữa. Sao anh toàn chơi với anh Thi không vậy? Anh đang chỉ cho Thi. Chờ anh chút. Đạt được chưa? Được gì được, đã nói không được đánh với Bi đó mà. Chứ đánh chứ nẹo. Chậu đây nè. Alo. Dạ. Dạ con vô lớp học rồi ba. Dạ ba yên tâm nha. Dạ. Thấy chưa? Wow. Trời ơi. Trời ơi. Cái gì đó vậy? Gì? Thôi, về đi chơi nãy giờ đủ rồi. Về đi học đi anh. Sắp thi rồi. Mệt mà quá đi hả? Ủa mày kỳ quê á. Bà nghĩ sao mà vô tới đây bà còn nói đến chuyện học hành được là sao vậy? Nãy giờ mình chơi cũng đủ rồi. Thôi về đi. Sắp thi tới nơi rồi. Bây giờ phải về ôn bài. Đầu ba đứa chưa có chữ nào hết á. Trời ơi Tiên ơi. Về ngồi đi. Ngồi nghỉ ngơi xíu đi. Uống ly nước nè. Thôi mà. Để anh với Thi chơi một chút. Chơi tiếp. Anh. Nhập vô. Đó, thấy không? Wow, đồ đẹp quá. Đã quá ông Tẩu ơi. Ông nậu mẹ ơi, cái vàng này mà mua về karaoke chắc nó sướng cái miệng lắm mà mấy cha ơi. Quá trời thiệt chứ. Đẹp quá không? Ê ông. Hả? Liệu ông giá ông có biết đường về không? Kệ ông đi ông ơi. Ông cứ coi đồ đi. Ông ngang tàn tôi ghét lắm, kệ ông. Nè. Hả? Sợ ông đi lạc ông bị bắt cóc tội nghiệp ông đó chứ. Lạc sao được mà lạc, ông khỏi lo. Ông ôm trong người ông một đống tiền. Làm gì thì làm, ông phải lần mò giữa chỗ an toàn để ông cất số tiền đó. Ông hiểu không? Không. Khỏi lo. Được rồi. Đó nó nhiều tiện dụng lắm. Cái này rất là nhiều tiện dụng. Em cảm ơn chị. Dạ cảm ơn. Ủa cái này cái gì vậy cô? Con gãi hả? Thấy gãi. À, cái bằng ủi á. Hả? Bằng ủi hả? Dạ. Ủa bằng ủi gì ngộ vậy cô? Tôi chưa thấy bao giờ à. Trời ơi trời. Dạ cái này bằng ủi hơi anh. À vậy hả? Dạ. Bằng ủi hơi là sao cô? Xài sao vậy? Dạ nó ủi đồ bằng treo đứng anh cũng ủi được hả anh? À đứng. Bằng hơi nước. Dạ. Mình đứng ủi cũng được hả? Dạ. Hay quá ông. Rồi sao nữa? Rồi nó tiện dụng lắm. À. Nó tẩy rửa các vết bẩn dầu mỡ bằng hơi nước không à. Vậy à? Dạ. Rồi xông hơi. Xông hơi được nữa hả? Xông hơi tẩy da mặt nữa. Vậy à?
tư kiện được không? Dạ được luôn anh. Được luôn hả? Được luôn. Cái này đã quá ông ơi. Cái này mua đen trị liệu á anh. Vật lý trị liệu luôn hả? Thân thể luôn. Thân thể luôn, toàn thân luôn. Dạ. Cái này mua đen mới nè. Quất cái này đâu? Rồi cô lấy cho tôi cái này đâu? Cái này mắc lắm anh, mua được không anh? Mắc gì mắc, trời, lấy cái xịn hơn cái này nữa cũng được nữa. Tụi tôi dân chơi mà sợ gì cô. Ngủ đi, đi theo làm chi? Làm mất hứng của mẹ Trương à. Bỏ ra. Cười ơi, gì vậy? Mấy em đi đâu à? Bác Tài chở em đến một cái nơi nào đó đẹp nhất Sài Gòn. Ok. Đẹp nhất Sài Gòn cho coi. Ngày mai tụi mình sẽ kiếm một quán bar nào đó dữ nhất Sài Gòn. Sáng dịp này ba đứa mình ăn chơi xả láng luôn. Chú đi, gì vậy bà? Tôi thấy vậy nè, ngày thi sắp tới nơi rồi, mình cũng phải ôn thi đi. Chứ tôi cũng thấy lo lắm rồi đó. Thiệt vậy hả? Lo lắm luôn hả? Thiệt không? Thiệt. Chắc không? Lo dữ dội luôn không? Thôi về nhà ôn thi mình đi, tụi tôi đi chơi. Chơi? Nè, láng gì vậy? Láng nữa mình đi quán bar nào đây? Bác Tài, bác Tài biết cái quán bar nào mà dữ nhất Sài Gòn không bác Tài? Mà ăn chơi nhất Sài Gòn luôn. Chở tụi em tới đó nha. Tôi biết nhiều chỗ lắm, yên tâm đi. Vậy tối nay có gì bác cho tụi con số điện thoại nha, rồi tối bác lại đón tụi con đi chơi nha. Đúng rồi. Rồi, về nghe số điện thoại. Ghê kêu Cà Mau đã cầm sào trên bờ kinh ngã bãi, sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra. Chào. Thôi ông nội. Có. Trời ơi trời. Cái này là cái bằng ủi, ông làm như cái máy hát rồi đó. Ủa sao nó nói đa năng làm cái gì cũng được. Đa năng gì chứ, nó chọc ông quá. Ba, vậy là cái bằng ủi ba đa năng này ba mới mua hả? Mới mua nè con, đẹp không? Cái gì vậy ba? Mua đẹp mới đó con. Nhà, nó nhà cho mẹ con lắm. Ủa hai bác ơi, ba con đâu rồi? Không biết. Chắc ổng mê chơi, ổng chưa về cái gì. Xong ba ổng mê chơi dữ ta. Mê chơi lắm. À con ơi, đây nè, mua đồ ăn cho tụi con nè. Ăn đi, ăn đi. Ai đưa 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 không, ông chế hai cái. Ủa, này gì ba? Đặc sản con, ngon lắm đây nè, trời ơi. Lương với ếch không ha? Đó, wow. Nhanh ăn mì con. Nè, ăn đi con. Nè, ăn này ngon hơn nè. Ăn đi. Thôi, đừng ăn đâu. Ai mà đâu khác chơi đi. Này nó chắc là bệnh này đó hả? Thì nó không ăn là tất nhiên nó bệnh rồi. Thường thường heo mà nó bỏ ăn là nó bệnh đó. đúng rồi. Ba còn biết đâu nữa. Hai bác chồng cũng hoài. Mê gái đi. Ủa? Rồi. Sao anh không lấy điện thoại gọi cho ba anh đi? Ba không có điện thoại đâu gọi. Không à, tiền quá. Đâu dám mua điện thoại. Lấy gì liên lạc được. Biết đâu tiền. Thôi ông đừng có ngồi đó mà cười nữa. Nói thì nói gì chứ chia nhau đi tìm ổng đi. Coi chuẩn đi lạc đó chứ không phải chơi đâu. Biết đâu tìm. Bây giờ tôi dông lại cái gần mấy cái chỗ cái quán nhậu nãy coi. Còn mấy đứa còn trẻ là chạy bọc mấy cái đường hẻm coi. Coi chuẩn ổng lọt vô mấy cái động thủy liêm á. Thôi đi đi ông, rồi đi đi. Cắt luôn đó nghe. Rồi muốn đi thì đi. Đi tìm ổng đi. Anh Danh chờ em với. Đợi em nữa. Thôi ông người bỏ lại đi chơi. Bà Giá. Bà Giá ơi. Ba Giá ơi. Sao rồi, có gặp không? Ủa? À, con đứa nhỏ kìa. Ba. Ủa, tụi con. Dạ. Có gặp ổng không? Dạ không. Ủa? Có đứa nào gặp á? Trời ơi. Bác không gặp luôn hả? Không. Ông để đi đâu vậy trời? Thôi giờ chia nhau đi tìm đi. Dạ. Giờ tụi con chạy về vòng vòng khu vực khách sạn đó coi. Dạ. Tụi với anh lại quán nhậu hồi chiều có gặp không? Rồi. Chừng nào gặp thông báo cho hay nha. Dạ. Rồi đi. Lẹ con. Lẹ con. Ba Giá ơi. Kiếm cho kỹ nha. Thôi đi. Cha này thiệt tình chứ. Hình như ổng kìa phải không? Hả? Phải không? Đâu?
trời, trời ơi. Dạ chào hành khất đại hiệp à. Ông đi đâu mà ông để cho tụi tôi đi tìm ông muốn chết luôn vậy ông giá? Trời ơi, thôi tôi lại ông luôn, tôi lại ông luôn rồi. Mấy đứa nhỏ nó khổ gần chết đi tìm ông á. Tôi bị lạc, không biết đường về khách sạn. Trời đất ơi, già rồi mà ông làm như con nít vậy. Nói tìm thương. Ông mà hai ngày nữa không gặp chắc thành cái bang luôn á. Mặt thấy thương quá, mặt đi lạc. Mặt vậy mà đi lạc. Cười gì? Thôi thôi thôi, ông nín giùm tôi được không? Nước non này mà còn cười được hả? Thôi đi về. Trời ơi thiệt. Hô. Trời ơi. Quỷ. Nè. Bắt gặp rồi nha. Gì? Má nhớ ba đúng không? Ôi, nhớ nhung cái gì xàm không à. Ở với ổng tức anh ác cũng chết luôn vậy. Thôi đừng có giấu con nữa. Con thấy rồi. Nhớ ba thì nói con chở lên gặp ba. Thôi. Nè. Má nói nghe. Dạ. Còn Yến á, má thấy Yến. Con nhỏ đó. Yến sao má? Nhỏ đó nó hơi kêu bằng tiểu thơ á. Nó tiểu thơ quá, nó không có hợp với gia đình nhà mình. Má ơi, thì cô ấy quen ở thành thị rồi, thì về dưới quê mình thì đương nhiên là phải gặp trục trặc thôi. Cái gì cái á thì má cũng phải từ từ, nếu nó không biết cái gì thì má chỉ dạy nó. Trời đất ơi, đâu ép được má. Thì má không phải là ép uổng gì, nhưng mà má nói để cho mày mày biết, mày suy nghĩ đi. Chọn vợ là phải chọn người cho nó phù hợp từ đầu, mai mốt nó không có chuyện gì, hiểu không? Má nhìn con đi. Gì? Con còn nhỏ xíu gì mà má tính chuyện chồng vợ gì đây. Trời ơi, con còn cả đống việc phải làm kia kìa. Trời ơi anh hai ơi, anh làm ơn anh vô anh soi gương giùm tôi cái. Trời ơi, râu dài ba thước rồi mà la nhỏ xíu. Không mệt má quá, má chọc con hoài à. Nói nghe, má thấy con thơ, nó dễ thương. Nó dễ thương mà nó siêng năng, mà làm như nó mến mến con, phải không? Có không? Đừng nói muốn gán thơ cho con nha. Con không thích. Ủa? Gì đâu á. Sao ạ? Con chỉ xem thơ như là em gái thôi mà, sao mà má gán ghép vậy được. Ủa nhưng mà má thấy nó... Thôi không có thấy gì thôi, mệt má quá. Ờ đó, đó. Ờ, vô đây con. Vô đây. Dạ. Biết sao không? Dì nấu cơm với canh cá lóc ngon lắm. Ờ, dì kêu mày qua ăn. Chứ ăn bển một mình buồn hiếu ha. À, con chỉ sợ là anh Trấn anh không cho con ăn thôi. Thôi, thằng này không có tính. Dì nấu, dì kêu con qua ăn. Ha. Đi đi vô ăn cơm với dì. Đi. Dạ. Đi con. Đi em. Dạ, chào thầy. Xin chào quý chị. Chị Quý. À, Trường quên. Xin chào chị Quý. Mời chị Quý. Tôi à, trong dáng chị Quý sang trọng và quý phái như vậy, Trường nghĩ bước nhảy của Quý chắc là đẹp lắm nè. Hả? Tôi cũng nhảy được nữa hả? Có thể lắm chứ. Xin mời. Dạ. Một, hai, ba. Cầm. Ủa, nhận. Chào quý bà. Vô lớp đi, vô lớp đi. Xin mời tất cả quý chị. Dạ. Chúng ta bắt đầu nhảy theo nhạc nhé. Dạ. Bây giờ quý chị xem tôi nhảy trước. Dạ. Xem té rồi. Té không? Chứ ta bắt đầu lại. Không té hả? Dạ. Dạ. Đó, vậy đó. Vậy hả? Ừ, lôi chị lôi. Vậy hả? Ừ. Vậy hả? Ừ. Vậy hả? Nghe đi, ngang qua nghe. Vậy hả? Ôi trời ơi. Ôi da, ôi da. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Cái gì? Hủ lô đụng. Voi nè. Hà mã. Chết chân rồi, giờ đau quá nè. Trời đất quỷ thần đau ơi, già chát rồi mà đụng sơ sơ cái nhũng nhẽo à, làm thấy ớn à. Trời ơi, bà đem nguyên cái khúc chả lụa của bà đèn người ta mà bà nói là sơ sơ hả?
Thôi thầy, tránh xa tôi ra đi. Thôi cho Trường xin lỗi tất cả quý chị, bỏ qua hết đi, chúng ta làm lại từ đầu nha. Chị không này không đâu chị. Ủa Thi. Dạ. Làm đi con. Dạ. Làm gì á? Con tính thuê thêm một phòng nữa ba. Thuê thêm phòng nữa hả? Dạ. Chứ vậy? Tại vì con ở chung với lại con Tiên á ba. Nó phiền phức lắm ba ơi. Nó nói nghe nó nói nhiều lắm. Con không học hành gì được hết trơn á. Mà con á thì con cần cái không gian yên tĩnh để mà con học hành, con tập trung vô con ôn thi. Nó thì nó nhiều quá à, không khéo thì con thi rớt làm sao ba? Vậy à? Dạ. Đúng rồi, phải lấy cho nó một phòng đặc biệt mới được. Để nó ăn ngủ đàng hoàng, học hành đàng hoàng. Rồi. Muốn vậy phải không? Để ba. Cô giúp đỡ cho tôi lấy một phòng đặc biệt được không cô? À, nói chung là thoáng mát, đẹp, cao cấp á. Ừ, cô lấy cái đó đi. Nhưng hơi mắc nha chú. Ôi, mắc ăn thua gì cô. Không ăn thua gì đối với tôi hết, chuyện nhỏ. Vậy chú lấy phòng VIP nha. À, VIP 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 là gì? Dạ, VIP là phòng xịn nhất đó chú. À, VIP xịn nhất phải không? VIP xịn nhất, rồi cho tôi phòng VIP xịn đi. Hay quá. Chú lên lầu 1 nha chú. Lầu 1 hả cô? Dạ, cảm ơn cô nhiều ha. Xịn nhất phải không? Con, đây. Đây là VIP xịn nha. Lên trên đó ăn ngủ đàng hoàng, học hành đàng hoàng, thi cử đàng hoàng, con đỗ đạt 30 hãnh diện, hiểu chưa? Dạ. Cố gắng nha, đừng dạ. Để ba mất mặt nha. Dạ. Rồi lên dạ. Đi con. Cảm ơn ba. Giỏi. Rồi lên đi con. Wow, cái phòng bự quá. Trời, cái giường kia êm quá. Mình nằm luôn. Sướng vậy chứ. Trời ơi. Trời ơi, nguyên một cái giỏ trái cây bự được bự luôn. Ôi, ăn đã luôn. Trời ơi, sướng ghê. Coi. À, trời ơi, nước quá trời. Ý dồ, uống nè. Ngon quá. Ủa sao hai đứa tụi nó không ngủ chung với ông Thống? Mới thuê cái phòng VIP cho nó rồi, đẹp lắm ông ơi, hết sảy luôn. Trời, ông Thống, bộ ông tính đốt tiền hả? Đúng, dân chơi mà. Trời đất ơi. Chị ơi, chị khoan khóa cửa nè. Chị cho em vô đăng ký học cấp tốc đi chị. À, các lớp đã học gần hết chương trình rồi, giờ không có nhận học sinh nữa đâu em. Ủa, chị ơi, thôi chị ơi. Chị ráng giúp giùm em đi. Đi chị. Chị nói nhớ giùm em đi. Không được đâu em. Mà sao em đăng ký trễ quá vậy? Tại vì nhà em ở dưới quê lên trễ quá. Với lại em đăng ký nhiều chỗ rồi mà không có chỗ nào nhận hết á. Giờ này còn chỗ nào nhận nữa. Mà thôi cũng còn có vài ngày nữa à. Em ráng ôm ở nhà đi, chị thấy cũng tốt mà. Chị. Con bị sao vậy?
Dạ. Dạ con bình, con bình thường. Trời đất ơi. Dạ ba. Hay là học nhiều quá rồi bị test sao? Gì gì? Ba nói gì? Test. Test. Là học nhiều quá căng thần kinh đúng không? Trời ơi, không phải. Stress. Stress tiếng Anh người ta gọi là căng thẳng thần kinh, chứ không phải là tép tép gì như ba nói đâu. Vậy đó hả? Dạ. Mày ơi, con gái ba giỏi thiệt nha, cái gì cũng biết hết. Ba đầu tư thiệt là đúng á. Ráng nghe con. Ráng học chuyến này cho ba nở mặt nở mày với bà con chòm xóm nghe coi. Dạ. À, lên. Mời tiểu thơ. Dạ. Mát ghê, đã thiệt. Alo, ông Danh hả? Đáng đâu vậy? Xuống phòng VIP 1 đi, có chuyện nè, vui lắm. Chờ một chút, đang có việc bận. Thôi nha. Ui. Gì nữa vậy? Alo. Ồ, anh xuống liền đi, có cái này hay lắm nè. Nhanh nha. Đang lên nè bà nội. Ừ, xuống liền nha. Rồi. Phiền quá. Tiếp. Hả? Kêu vô phòng đâu mà đi ốc tiêu rồi. Thi ơi. Mấy ai không? Bà với ai mà hùng. Ê, cái gì vậy? Trời. Nhìn đi nè, nhìn đi nè. Có quyến rũ không? Hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Nè, nhìn mặt mới trang điểm nè. Đẹp không? Nè, nhìn nè. Nhìn kỹ lên nè. Đẹp không? Trời ơi, gì vậy? Quá mà khùng hả Thi? Hả? Mình mất ối luôn rồi. Ông khùng hả thì có. Cái đồ ngu, dân cái miệng mà không biết ăn à. Ngu quá. Chết cha nó gọi rồi. Alo, anh nghe nè. Cái gì? Họp khẩn cấp hả? Ờ. Hả? Cái gì? Em gọi thêm Thi nữa hả? Rồi, biết rồi. Anh tới liền. Nó. Xin sẵn phổ phán chi sẵn phổn thán chi. Trời ơi! Cái gì vậy? Còn ba bữa nữa là thi rồi mà giờ học không có vô. Không có chữ nào trong đầu hết. Sợ quá. Đừng sợ. Tại vì ba đứa mình đợt này thi cho vui thôi. Chứ anh biết đó, mình không có nào đậu đâu. Nên em đừng có sợ. Phải rồi đó anh. Nếu mà hai tụi mình thi rớt đợt này á, thì hai tụi mình thuê nhà trọ trên thành phố ở lại ôn thi luôn. Hả? Trời ơi. Nghe muốn xỉu luôn. Học đó là học. Suốt ngày chơi bời son phấn. Bà không học là tôi mét ba bà giờ đó. Thôi đi. Trả đây coi. Bây giờ mất căn bản rồi. Không lo học đi. Làm sao giờ mình phải tìm gia sư dạy cho tụi mình cắt tóc để mình còn lấy lại căn bản còn đi thi nữa. Sắp thi rồi. Hay quá em. Nhưng còn 3 ngày nữa là thi gì đó cô. Chỉ có thừng mới dạy nổi thôi.
ai vậy nổi. Gặp ba đứa mình á, dốt đều. Phải rồi đó, giờ mình học cũng đâu có chuyện nào vô đầu đâu. Hay là giờ mình đi kiếm chỗ nào hóng mát cho đầu óc nó thư giãn nha. Thôi đi, thôi đi, thôi đi. Gì nói vậy? Đi không rồi đi đi. Nhất đầu đến bây giờ mà còn đi chơi nữa. Học cũng lo học đi. Lần này mà thi ổng đậu là ba ổng đánh chết nghe chưa? Ờ, Tiên nói đúng á. Thôi mình học đi. Học được chữ nào hay chữ đó. Vậy anh cũng muốn ba anh mua tặng cho anh một chiếc xe máy. Đó, nếu mà anh đậu đại học. Thôi, học bài đi. Đi. À, phải đó. Giờ học cũng được gì đâu. Hay là tôi thấy gì nè. Bà gọi điện thoại cho anh Trấn thử coi sao. Coi coi ảnh có cách nào á. Mà tụi mình thi trượt mà vẫn được học đại học không? Có bị gì không? Tự nhiên kia tôi gọi điện thoại cho anh hai tôi, ba tôi biết chửi tôi sao? Chửi bà đó cho tôi đâu. Đúng rồi đó em. Thì đúng á, em gọi đi. Cố lên. Mình em chửi thôi, nhưng mà cứu cả ba người đó. Em đi để em suy nghĩ nói chuyện với anh hai nè. Nó vừa đi tẩu gì kìa. Bãi đi. Gớm làng mình á, có ưu thế là chất men màu tự nhiên, bền và lạ. Mà kiểu dáng thì lại mộc mạc, thô phát, chứa đựng vẻ đẹp nguyên sơ của đất và đậm nét điêu khắc nữa. Mà điều quan trọng là mình phải tạo ra được kiểu dáng bắt mắt, với lại mình cũng phải có phong cách riêng thì mới thu hút được khách hàng. Anh hai nghe nè. Dạ. Anh hai, anh hai. Dạ, em là Tiên nè. À, tụi em đang ở trên đại học mà sắp thi rồi. Anh, tụi em cần anh lên luyện thêm cho tụi em á. À, anh có thể giúp tụi em được không? Mấy đứa học hành kiểu gì vậy hả? Còn có 3 ngày nữa thi à. Thì làm sao mà kêu gia sư kịp? À, anh ráng giúp tụi em đi. Chứ giờ học được nhiêu tụi em cũng học hết, ít nhiều gì tụi em cũng học hết á. Anh hai giúp giùm tụi em đi nha. Thôi được rồi, mấy đứa bình tĩnh đi. Có gì á, để anh nhờ chị Yến qua dạy cho. Chứ bây giờ anh đang làm đề án dưới quê, đâu có lên giúp mấy đứa được. À, dạ. À, anh hai ơi, anh hai ráng giúp giùm tụi em nha. Ê, nhưng mà anh hai nhớ bí mật nha, đừng có cho ba biết. Ba mà biết là ba chửi em chết á, nha. Còn nói như vậy nữa hả? Anh hai á, mà thấy em á, anh ký vô đầu em á. Học hành không lo học, suốt ngày á, cứ tụ tập đi chơi. Dạ, thôi em xin lỗi mà. Ráng giúp giùm tụi em nha. Biết lỗi cái gì mà biết lỗi? Cái gì vậy? Trời ơi, xô gì đã mà quá đáng. Nói xô á. Nghe nè, anh Trấn nói là sẽ kêu chị Yến lên dạy cho tụi mình học đó. Yến hả? Ừ, vậy cũng được rồi, khỏi lo nữa. Cái này còn học đi chứ nó. Mệt quá. Yến quá, đã phải. Anh nói làm sao? Tới bây giờ mà tụi nó vẫn chưa nhét được chữ nào vô đầu hả? Đang cuống cuồng đi tìm gia sư ở trển kìa. Trời ơi, bây giờ mà bắt đầu lo học á, thì làm sao mà kịp? Đâu, anh quên tôi rồi chứ. Alo, anh còn gọi tôi làm gì nữa? Ủa, em còn giận anh hả? Ai thèm giận người dân chứ chó mệt. Thôi mà, đừng có giận anh nữa. Mai mốt anh lên á, anh chuộc tội được chưa? Thôi, khỏi. Ừ, tôi nói rồi á, nếu như anh cứ nhất quyết về quê là tụi mình đứt luôn á. Thôi, để chuyện nó nói sao đi. Bây giờ anh có việc cần em giúp đây nè. Con Tiên em của anh đó, với lại một số đứa bạn đang luyện thi trên thành phố. Sắp tới ngày thi rồi mà bây giờ trong đầu nó không có chữ nào hết.
anh nhờ em qua bên đó chỉ dạy cho nó vài ngày được không? Cái đề án của anh với Quê chưa xong đâu vào đâu hết á. Anh nhờ em giúp được không? Giúp giùm anh nha. Hình như là hả, lúc nào có việc cần anh mới nhớ tới tôi phải không? Em ráng giúp giùm anh đi. Rồi mai mốt anh lên á, anh hứa là anh sẽ chuộc tội với em mà. Nhớ nha. Ok, nhớ giúp giùm anh nha. Rồi anh xong việc anh sẽ lên liền. Ba em. Bye. Bạn gái của anh chắc là giỏi giang lắm ha. Ừ, cô ấy nhanh nhẹn và thông minh lắm. Tụi em ơi, những cái bài chị cho tụi em á, toàn là những cái bài cơ bản thôi á, mà tụi em làm cũng không được nữa. Vậy sao thi đại học? Trời ơi, tụi em á là em cố gắng lắm rồi đó. Chị giúp giùm em đi. Lần này em không thi đậu đại học là ba em đánh em chết luôn á. Đúng rồi chị. Giúp giùm em đi. Giúp ai cũng vậy, giúp giùm em cảm ơn. Bệnh dễ cho bệnh. Thôi được rồi. Bây giờ á, chị sẽ giải mẫu cho tụi em rồi cứ theo vậy mà làm nghe chưa? Chị. Thì bây giờ tôi giải nè. Dạ. Đang tên nhưng mà đầu tiên á, tụi em nhớ tôi giải mấy bài toán lượng giác này, phải học thuộc mấy cái hệ thức cơ bản nghe chưa? Dạ. Không có đứa nào chịu học bài đó. Xuống. Học. Bây giờ chị hỏi cái gì tụi em cũng không biết hết mà ngày thi tới nơi rồi. Sao tụi em thi đậu đại học được hả? Chị ơi, vậy giờ chị có cách nào khác để giúp tụi em thi đậu đại học không? Nói thiệt á, là chị bó tay rồi á. Bây giờ chỉ còn có một cách á, là tụi em tập trung ôn thi đi. Rồi để năm sau thi ha. Trời ơi, đâu có được chị ơi. Chị ơi, đừng có bỏ về mà trời ơi. Rồi xong. Bó tay luôn rồi đó. Hiểu ha. Bây giờ phải không? Chuẩn bị chịu chết với ba lão tiền bối đi cưng à. Trời ơi, tốn gì? Hai người bị sao à? Cứ cái việc thi rớt đại học không mà làm như chết tới nơi rồi vậy đó. Thời đại này thời đại nào rồi mà còn coi trọng bằng cấp dữ vậy? Hay quá à. Nói hay quá. Ba lão tiền bối hả? Tốn biết bao nhiêu tiền của, rồi đặt bao nhiêu hả? Hy vọng cho tụi mình là chắc chắn mình sẽ được đậu đại học. Bây giờ mà học không biết chữ gì luôn nè. Chuẩn bị ba lợn bảo nè. Mà được có hù nữa. Bây giờ tính cách học sao đi? Còn 3 ngày nữa là thi rồi. Giờ làm sao đây? Học lại đi. À, vậy hả? Trời ơi. Gì vậy? Trời ơi, mất lớp thì ớn. Vào nha. Lên 5 bước. Ừ. Vậy hả? Ừ. Bước qua sao? Thấy mấy bà nhảy nhẹ nhàng nghe. Thấy bà Quý bên nhảy nhìn đơn giả vậy là trâu quốc mã vậy đó. Nhảy ra phải đô giật mà làm quá à. Bà nói gì hả bà Thảo? Bà nói ai là trâu quốc mã hả? Bà ngon bà nói lại đi. Đơn giật võ liền nó sợ luôn. Cứ chuyện hoài à. Chị em mình có đây á. Bộ tôi nói sai hả? Rồi được rồi. Già mà còn đua đòi. Bà nói ai đua đòi hả? Ôi. Bà nói lại tí nữa coi. Chị em mình tới đây á để tập cho vui cho khỏe. Chứ không phải tới đây để dập nhau đi lộn. Đúng rồi đó. Bà kiếm chuyện với thủ hoài thấy không? Thôi được rồi. Trời ơi bà Quý. Ở đây là bà giàu nhất luôn á. Bà là có tiền tỷ trong tay. Bà gửi ngân hàng hàng tháng bà lấy lời là bà sướng hơn ai nhất cái trong đây á. Cái đúng đi. Không bà Quý? Ai nói gì nữa? Ơi, ta nói đầu ngay á, tiền thì không có nhiều. Nhưng mà cũng có gửi ngân hàng kiếm một tháng vài chục triệu xài chơi vậy đó. Cả nhà xài sung sướng tới già luôn rồi. Ở không chứ đi nhảy nhót giải trí. Thiệp, tiền á mà không biết xài. Cho nên đi ra đường ăn mặc vẫn lôi thôi lết hết à. Còn hơn á. Là tại vì đi sau lưng con bò lâu quá. Cho nên là không có thay đổi nổi. Ê, tư vấn cho nghe. Làm thịt con bò, lấy áo may là mặc, lấy da nó may áo mặc, tao nói giống y chang người rừng luôn. Còn đỡ. Để tôi. Còn đỡ hơn những cái loại người đàn bà mà suốt ngày
trôi bôi cho trát phấn lên trên mặt nó dày như là cái mặt tượng vậy đó. Ôm con chó tưng 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 không có chồng con suốt ngày như vậy đó, rồi tối đó buồn quá thui thủi ngủ mình, ngủ với ai, ngủ với con chó, ôm chó ngủ. Thời buổi bây giờ ha, phụ nữ hiện đại là chỉ cần thông minh, giỏi giang, xinh đẹp là đúng. Có chồng có con chỉ cho nó phiền, đã ở một mình muốn làm gì làm, không phiền tới ai hết. Ở mình đi sướng lắm, mày mốt chết ở trong nhà thối rùm mà không có ai hay. Lúc mà chết không có ai bưng lưu hương, không có ai bưng hình, lúc đó xuống dưới âm phủ thành con ma buồn. Còn hơn, để con cho lắm vô, rồi nó nghiện lòi con mắt ra, lúc đó là khóc. Ê, biết gì chưa? Thằng Xuân con Dương ghiền si ké rồi. Về nhà xin tiền ba nó không cho, gác nguyên cái chày dòi nhà đập thẳng ở trong mặt á. Trời ơi, nhiều chuyện, chuyện ai cũng biết hết á. Ê, nói nghe nè, tôi đố mấy bà con đố vui nghe. Con gì ăn ít mập mau, sống hoài không chết, miệng kêu tiền tiền. Con gì? Con vợ mập. Trời, trời ơi. Nè nè nè, tao nói tội nghiệp mấy bà mập thù lù, ăn mập thì lôi thôi lết hết. Mấy ông chồng khổ tâm lắm, giống như đồ ăn cũ để trong nhà, càng lâu càng mất giá. Bỏ thì thương mà dương thì tội. Ê, Thảo ấy, xin lỗi nha. Bà đã nói vậy rồi, bà lấy hai cái kim mà chống mắt bà lên đi. Coi tôi giảm béo 30kg cho bà coi. Qua đây. Trong 12 năm học, con là học sinh giỏi. Tại sao bây giờ lại ra nông nỗi này? Con nói đi. Từ thuở nào con cái gì? Sống nơi quê, con mà không thi đậu đại học, ba còn mặt mũi nào về quê nhìn bà con nó sống? Biết bao trẻ thơ. Ba cái gì? Kìa nhà chân dân lá hơi đêm sao? Lo ăn cho nhà cửa, học con giữ được đầu phải không? Quân Thảo. Giờ nhà chân. Con nói gì nói gì đó? Con nghe hả? Nghe mày hỏi chủ quan nơi làng quê, lợi danh kia che mắng khi tôi cùng đi vậy, nơi dân thân đi dọc con đường thấy nhà tôi xấu chỗ nào muốn nói thì tôi sửa chỗ đó. Nhớ gia đình này nè, nhớ làng quê xưa ấy sao thanh bình, kỷ niệm yêu thương vẫn ghi trong lòng, khi chẳng tay tôi hiểu sai lầm lòng quặn đau, xây đắp tương lai này tươi những sắc màu bình. Không để cho thái quá biến chất, nhất định con tiên phải đi du học, chuyện này không bàn nữa. Anh không giận em hả? Con làm lại anh không khỏi. Từ thuở nào tôi sống